Hi, xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một cái món nước giải khát cực kỳ mát luôn nha. Đó là nước dừa nhai thiên nhiên và nước dừa dứa. Để làm món này thì chúng ta cần là nước lọc, lá dứa tươi, 250g đường phèn, 100g hạt sen, một ít hạt chia, một quả chanh và quầy cái hạt đười ươi, 100g bột năng, một trái dừa xiêm, cơm dừa và nước cốt lá dứa. Ở đây mình đã làm sẵn rồi, các bạn có thể vào kênh của mình để xem lại cách mình lấy màu từ rau củ quả nha. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm thôi. Trước tiên các bạn đi ngâm cái hạt đười ươi này giùm mình trước nha. Mình sẽ ngâm với nước lọc. Đây là nước lọc mình đã đun sôi, mình để nguội rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm nó. Các bạn ngâm khoảng 10 đến 15 phút là nó đã nở ra rồi. Bây giờ mình sẽ để nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước đường. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái son nha. Mình sẽ đổ vào đây 250g đường phèn. Nếu các bạn kinh doanh thì các bạn có thể sử dụng đường cát vẫn được nha. 200ml nước lọc. Rồi bây giờ mình sẽ bật bếp lên mà nấu. Mình sẽ cắt vài cọng lá dứa để vào đây cho cái nước đường của mình nó được thơm luôn. Rồi bây giờ các bạn nấu cho cái phần đường này nó tan ra hết cho mình là được nha. Cái phần đường của mình nó tan hết rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và bây giờ mình sẽ lọc qua cái rây để mình loại bỏ cái phần xác lá dứa và cái phần chỉ có trong đường phèn nha mấy bạn. Rồi đây là cái phần nước đường mình thu được, rất là thơm luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái phần hạt sen nha. Hôm nay thì mình sử dụng sen tươi nên mình chỉ cần bỏ vào sôi là nóng thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ chế nước lọc vào đây và mình nấu cho hạt sen nó mềm lên. Các bạn nhớ canh nó mềm vừa tới thôi nha, đừng để cho nó rụt quá nha mấy bạn. Tiếp tục thì mình sẽ đi làm cái phần châu dừa nha. Đây cái phần cơm dừa hồi nãy mình sẽ đã sắc thành viên rồi. Và một phần mình đã bào sợ, để một chút mình để vào cái phần ly nước cho mình để mình trang trí cho nó đẹp. Rồi bây giờ các bạn nhào bột cho mình nha. Các bạn đổ vào son nước cốt lá dứa, các bạn nấu sôi lên cho mình. Các bạn nhào bột thì các bạn phải cần cái nước này nó thiệt là sôi nha, không để cho nó nguội được nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp lên mà nấu. Cái nước lá dứa của mình nó sôi lên rồi. Cái nước lá dứa này mà nấu là một cái là nó sẽ bị tách nước, nhưng mà không sao các bạn, cái việc để mình bột vào mình nhồi đại. Rồi bên này bây giờ mình sẽ để vào đây 100g bột năng. Và mình sẽ chế từ từ cái nước lá dứa này vào. Các bạn cứ trộn nó lên cho mình. Các bạn nhớ là chế từ từ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ nhồi. Các bạn phải nhồi đến khi nào cái bột mình nó dẻo là được nha. Cái phần bột của mình như vậy nó là được rồi nè mấy bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nặn chân trâu nha. Các bạn cái việc dò như vậy cho mình nha. Đây. Phần trân châu mình đã nặn xong rồi nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi mình luộc nha. Phần nước của mình cũng đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ trân châu vào đây.
Rồi mình sẽ luộc cho cái phần trân châu này nó nổi lên. Cái phần trân châu của mình nó đã nổi lên rồi, bây giờ mình sẽ luộc thêm 5 phút nữa thì mình sẽ rớt qua một cái thau tô nước lạnh nha. Cái phần trân châu sau khi mà nó rớt ra khỏi tô nước lạnh mấy bạn, bây giờ mình sẽ chế vào đây một chút nước đường nha, để cho nó không có dính vào nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn đều lên và để một bên mà sẽ đi làm tách cái phần lì hạt lì ươi nha. Cái hạt lì ươi của mình nó nở qua nhiều quá thì mình đã sang một cái tô rồi. Bây giờ mình sẽ làm lấy cái phần vỏ của nó đi nha. Đó, các bạn bóc hết mấy cái vỏ này đi. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái hộp bên trong của nó. Đây mấy bạn, mình thấy cái hộp không? Mình sẽ lấy cái hộp này đi, mình bỏ. Rồi lấy luôn những cái sơ này nha. Đó, như vậy là sạch rồi. Các bạn cứ làm hết cái phần hạt lựu còn lại nha. Cái hạt lựu sau khi mình lấy xong thì mình sẽ dùng con cái kéo để mình cắt cho nó nhuyễn hơn đó nha. Rồi như vậy là mình đã làm xong những cái phần topping của cái phần nước dừa nhai rồi. Bây giờ mình sẽ đem trang trí ra cho mấy bạn xem nha. Rồi mình đã hoàn thành xong tất cả nguyên liệu của cái món hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại nha. Ở đây là nước dừa tươi hồi nãy mình đã chặt ra. Đây là trân châu dừa. Đây là nước đường. Nước cốt lá dứa. Hạt sen mình đã nấu chín rồi mấy bạn. Cơm dừa bào sợi. Hạt chia. Chanh mình đã sắc lát như vậy. Và một chút hạt đời ươi. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra ly nha. Ở đây mình sẽ ly này của mình là 350ml. Mình sẽ múc 4 giá như vậy. 4 giá của mình như vậy là 100ml nước dừa. Mình sẽ múc 4 giá. Rồi mình sẽ để vào đây 25ml nước đường. Rồi mình sẽ cho vài viên trân châu dừa. Vài hạt sen. Dừa, sợi. Và một chút xíu hạt chia nha mấy bạn. Mình sẽ cho vào đây 2 lát chanh. Và một chút hạt tươi ươi. Rồi mình sẽ quậy đều lên. Rồi sau đó mình sẽ cho đá vào nha. Hôm nay trân châu thì mình chỉ làm có bằng màu xanh thôi, các bạn có thể làm bằng nhiều màu khác nha. Như màu thanh long, màu củ dền. Rất là nhiều màu. Đó, mình đã làm xong một cái ly, giờ mình sẽ để thêm vài cái miếng trân châu dừa lên đây. Mình sẽ trang trí lên cho nó đẹp. Ngon rồi mấy bạn. Mình đã múc xong một ly. Bây giờ các bạn mình sẽ làm nước dừa dứa nha. Mình vẫn lấy số lượng nước dừa tươi là 100ml. Rồi sau đó mình sẽ cho một muỗng nước đường là 25ml. Rồi mình sẽ để nước cốt lá dứa vào nha. Nếu mà các bạn muốn đậm thì các bạn để nhiều nước cốt. Còn muốn dở thì các bạn để ít lại. Rồi, mình sẽ cho vài miếng trân châu vào đây. Hạt sen. Dừa, sợi.
các bạn cái phần nước dừa này các bạn có thể để hạt rồi ươi hoặc để chanh cũng được nha. Bây giờ mình sẽ không để, mình sẽ để như vậy luôn. Rồi mình sẽ để đá vào. Rồi, mình đã làm thành xong 2 ly rồi. Mình sẽ quay ngang cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, các bạn thấy hai ly nước của mình rất hấp dẫn không? Rất là ngon luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.